Cao Lãnh. Chào tất cả các bạn. Các bạn thích xe, các bạn mê xe, các bạn ghiền xe. Mình đang chạy trong cao tốc 02 các bạn. Cầu Cao Lãnh. Đường này chạy bao sướng luôn các bạn ơi. Từ cầu Vòng Cống chạy về cầu Cao Lãnh thì trong bản đồ nó để là cao tốc 02, tức là số 2 các bạn. Còn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là 01. Thì dự kiến là sau này là cái đường này thành cao tốc đó các bạn. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa có phải là đường cao tốc. Tức là xe Honda còn chạy chung các bạn. Nhưng mà đường chạy sướng lắm, xe cho chạy 50 km trên giờ, của xe cho mình chạy 90 km trên giờ các bạn. Rồi mình cứ đạp 80 chạy kho kho sướng, đường vắng, đường cũng tốt, đường thẳng băng rồi các bạn. Trên cầu nhìn xuống các bạn thấy không, cầu này là cầu Cao Lãnh, mình đang chạy hướng về Sài Gòn các bạn, chạy phê cu lê luôn á, nhìn thẳng băng ăn trước các bạn thấy không. Gì mà nghe thằng Cống nói là không có ăn nữa nha, mà vô là thấy ăn. Chứ không phải là di chuyển.
Thì cái đoạn này nó kẹt ngay từ dốc cầu mình đổ về cái ngã ba để ra quốc lộ 30 các bạn. Thì chỉ một đoạn ngắn thôi, do là xe về tới đây nó dồn. Không ăn rồi thôi, con lấy gì nữa. Thì chỗ ngã ba nó có cái đằng xanh đằng đỏ các bạn, do đó nó bị ùn ứ chỗ này. Thì đoạn này chỉ vài trăm mét à. Khi mình xuống được dốc cầu thì mình sẽ rẽ phải, rẽ trái các bạn. Theo quốc lộ 30 là về mình vô cao tốc là Mỹ Thuận Trung Lương, rồi cao tốc Trung Lương Sài Gòn. Thì vô được cao tốc rồi thì mình thấy bản đồ nó thể hiện là không có kẹt xe. Đi mình mở bản đồ xem các bạn, có đoạn nào nó kẹt xe quá thì nó ùn ứ hay là nó dài quá. Nhiều khi là cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, hoặc là cao tốc Trung Lương Sài Gòn nó có va chạm giao thông á, có khi nó kẹt vài ba cây số rồi. Thì mình sẽ rẽ xuống quốc lộ mình đi. Những cái nút giao các bạn, mình rẽ xuống quốc lộ mình đi. Nhiều khi vô đó là phải mấy tiếng đồng hồ nó mới giải quyết xong các bạn. Mình đi mình chủ động xem bản đồ Google Maps. Chỗ nào kẹt xe thì nó hiện lên màu đỏ. Thì nguyên khúc màu đỏ đó, mình nhắm nó quá dài đó thì mình chủ động mình rẽ về quốc lộ 1A. Mình đi cho nó thoải mái các bạn. Nhưng đến tới đây mình xin tạm dừng các bạn. Hẹn các bạn trong video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ những hành trình mình đi nha các bạn.